chiến tranh. Những người con yêu nước lên đường theo tiếng gọi non sông. Những người mẹ tiễn con lên đường với một niềm tin chiến thắng. Đất nước thống nhất. Những người mẹ đã hiến dâng cho Tổ quốc những người thân yêu nhất. Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Kiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo.
được cháy lên. Bầu hoa đỏ phía rừng xa rực cháy lên. Bầu hoa đỏ trước hoàng ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên. Bầu hoa đỏ phía rừng xa rực cháy lên. Bầu hoa đỏ trước hoàng hôn. Mùa xuân trên đường ra trận, chào quê hương nhằm tiền phương mạnh bước. Lời nước non như càng rục ra lòng ta, băng qua muôn núi ngàn sông rộn vang tiếng ca. Dung dinh lá nguy trang lưng đèo gió lộng, tuổi thanh niên đời hăng say nhịp sông. Nhìn suối khe bom đàn giặc đã cày sâu, ta đi giữa những bàn tay san hô dư cầu. Hành quân ta lại hành quân, núi sông nâng bước đôi chân ta lên đường dằm xa. Chập chung mà dốc núi đường chân, đôi chân bao chiến sĩ bước mòn đá xanh. Ta đi tiếp bước cha anh, khi nào còn giặc ta đây còn hành quân xa. Chiến trường còn giặc ta vẫn còn hành quân xa. Ta đi giữa mùa xuân trên đường ra trận, chào
theo quê hương nhằm tiên phương mạnh bước, lời nước non như càng dục ra lòng ta, băng qua muôn núi ngàn sông dồn vang tiếng ca. Dung dinh lá huy trang lưng theo gió lộng, tuổi thanh niên đời hăng say nhịp sông, nhìn suối khe bom đạn giặc đã cày sâu, ta đi giữa những bàn tay san hô dư cầu. Hành quân ta lại hành quân, núi sông nâng bước, đôi chân ta lên đường dằm xa, chập chung mà dốc núi đường chân, đôi chân bao chiến sĩ bước mòn đá xanh. Ta đi tiếp bước cha anh, khi nào còn giặc ta đây còn hành quân xa, chiến trường còn giặc ta vẫn còn hành quân xa. Hành quân ta lại hành quân, núi sông nâng bước, đôi chân ta lên đường dằm xa, chập chung mà dốc núi đường chân, đôi chân bao chiến sĩ bước mòn đá xanh. Ta đi tiếp bước cha anh, khi nào còn giặc ta đây còn hành quân xa, chiến trường còn giặc ta vẫn còn hành quân xa, ta còn hành quân xa. Và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
thể theo nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế về việc di chuyển hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế từ nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị về an táng tại nghĩa trang quê nhà để thuận tiện cho việc thăm viếng và hương khói cho liệt sĩ. Hôm nay, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Khánh Thượng long trọng tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế tại gia đình ông Nguyễn Hữu Đường là em trai của liệt sĩ. Để tổ chức buổi đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ được diễn ra trang trọng, Ủy ban nhân dân xã Khánh Thượng đã ban hành quyết định số 134 ngày 10 tháng 11 năm 2023 về việc thành lập ban tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế. Sau đây tôi xin thông qua biểu quyết. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Khánh Thượng ngày 10 tháng 11 năm 2023 quyết định thành lập ban tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế. Ủy ban nhân dân xã Khánh Thượng căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ nghị định số 131 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, căn cứ quy hoạch số 25 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Khánh Thượng về việc tổ chức đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế theo đề nghị của gia đình ông Nguyễn Hữu Đường, 67 đồng nhân, theo đề nghị của công chức văn hóa xã hội. Quyết định điều 1, thành lập ban tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế gồm các ông bà có tên sau đây: 1. Ông Ngô Văn Cử, bí thư đảng ủy xã, trưởng ban. 2. Ông Ngô Tuân Xuân, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phó trưởng ban thường trực. 3. Ông Phạm Văn Điền, phó bí thư thường trực đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã, phó trưởng ban. 4. Ông Ngô Xuân Thanh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phó trưởng ban. 5. Ông Phạm Văn Thắng, phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã, ủy viên. 6. Bà Đỗ Thị Nga, công chức văn hóa xã hội, ủy viên. 7. Bà Lê Thị Phương, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã, ủy viên. 8. Ông Nguyễn Xuân Lệ, chủ tịch hội nông dân xã, ủy viên. 9. Bà Ngô Thị Duyên, chủ tịch hội phụ nữ xã, ủy viên. 10. Ông Nguyễn Ngọc Quyến, chủ tịch hội cựu chiến binh xã, ủy viên. 11. Bà Ngô Thị Thanh Hòa, bí thư đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã, ủy viên. 12. Ông Vũ Văn Hiệu, xã đội trưởng, ủy viên. 13. Ông Lão Phú Lộc, trưởng công an xã, ủy viên. 14. Ông Lê Minh Cường, công chức văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban dân xã, ủy viên. 15. Bà Nguyễn Thị Thắng, công chức kế toán tài chính xã, ủy viên. 16. Ông Lê Hồng Thao, công chức văn hóa xã, làm ủy viên. 17. Ông Nguyễn Văn Trịnh, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận 67, ủy viên. 18. Ông Ngô Thục Văn Hân, trưởng 67 đồng nhân, ủy viên. 19. Ông Nguyễn Hữu Đường, đại diện gia đình liệt sĩ, ủy viên. Điều 2. Ban tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ có nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã tổ chức thành công việc đón nhận và đưa thi hài liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang quê nhà theo đúng kế hoạch, đảm bảo trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông bà có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ngô Văn Xuân đã ký. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua chương trình lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế gồm những nội dung sau: 1. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. 2. Lễ dâng hương của các phòng ban của huyện, đảng ủy, ủy ban nhân dân xã, các đoàn thể, hợp tác xã, thôn xóm, người thân, bạn bè và nhân dân. 3. Đọc lịch sử tóm tắt. 4. Phút tưởng niệm. 5. Đại diện thân dân gia đình liệt sĩ lên phát biểu ý kiến. 6. Tổ chức tiễn đưa hài cốt về nghĩa trang quê nhà. Sau đây chương trình buổi lễ được bắt đầu. Kính thưa hương hồn liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa thân nhân gia đình liệt sĩ cùng toàn thể nhân dân. Khánh Thượng là một miền quê giàu truyền thống cách mạng, trải qua các cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc. Khánh Thượng đã có hàng ngàn lượt thanh niên lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trong đó có 259 liệt sĩ đã vĩnh viễn không trở về, 122 người để lại một phần cơ thể, 65 người mang trên mình nhiều bệnh tật hiểm nghèo. Các anh đã chiến đấu, hy sinh khi Tổ quốc gọi tên mình, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định.
Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã làm cho đất nước ta được nở hoa độc lập, kết quả tự do. Chiến tranh đã lùi xa gần 50 năm, những vết thương trên thịt da đã lành theo năm tháng, những vết thương lòng vẫn còn đặc nguyên. Canh đã ngã xuống trên đất mẹ, để lại bao thiết thương cho những bậc ông, bà, cha, mẹ, những người chồng, người vợ và những người con yêu dấu, mãi mãi không thể làm lại những người thân yêu nhất của mình. Sự hy sinh bất bát này là vô cùng to lớn, không gì bù đắp được. Nhưng chính sự hy sinh của các anh đã làm rạng rỡ quê hương đất nước, đã ươm những mầm xanh, những chồi non độc biếc của hòa bình và khát vọng. Tinh thần của các anh luôn sống mãi với quê hương, sống mãi với tình yêu thương của đồng bào, đồng chí. Bên cạnh cuộc sống thanh bình ngày nay, hàng ngày, hàng giờ những người cha, người mẹ, người vợ, người con và những người thân của các anh vẫn ngày đêm mong tin con, mong tin chồng, tin cha, dù đó chỉ là tin về phần mộ nơi yên nghỉ của các anh được thắp viếng và hương khói. Từ tâm nguyện này, gia đình, dòng họ anh em đã trở lại chiến trường ác liệt năm xưa để đón đồng chí trở về với quê hương, trở về với đất mẹ. Kính thưa hương hồn liệt sĩ, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kính Thượng long trọng tổ chức lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ tại gia đình ông Nguyễn Hữu Đường là em trai của liệt sĩ và an táng tại nghĩa trang quê nhà. Về dự lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu về đại biểu huyện, đồng chí thiếu tá Dương Văn Tuấn, phó chỉ huy Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Mô, làm trưởng đoàn, đại diện phòng lao động thương binh xã hội, đồng chí Nguyễn Thị Tú Lịch, phó trưởng phòng, đại diện hội cựu chiến binh huyện Yên Mô, đồng chí Vũ Xuân Thanh, phó chủ tịch hội, đại biểu xã, các đồng chí đại diện lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể, ban giám đốc các hợp tác xã nông nghiệp, các đồng chí bí thư, xóm trưởng các thôn xóm trên địa bàn xã, thân nhân gia đình liệt sĩ cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn xã đã về dự thắp hương kính viếng và tiễn đưa thi hài liệt sĩ về quê cha đất tổ. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu anh em họ tộc của liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế vào dâng hoa dâng hương kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Mô, phòng lao động thương binh xã hội huyện, hội cựu chiến binh huyện Yên Mô vào dâng hoa dâng hương kính viếng. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kính Thượng do đồng chí Ngô Văn Cử, Bí thư Đảng bộ xã làm trưởng đoàn lên dâng hoa dâng hương kính viếng. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đoàn. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu Hội cựu chiến binh xã Kính Thượng do đồng chí Vinh Công Như, phó chủ tịch Hội cựu chiến binh xã làm trưởng đoàn lên dâng hoa dâng hương kính viếng. Xin trân trọng cảm ơn.
ban tổ chức xin trân trọng kính mời đoàn đại biểu đại diện cho cán bộ và thành viên hợp tác xã nông nghiệp Đông Thượng do ông Nguyễn Xuân Trần, giám đốc hợp tác xã làm trưởng đoàn, nhân dân hoa dâng hương kính viếng. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đoàn đại biểu chi bộ 7 đồng nhân do đồng chí Nguyễn Văn Trịnh, bí thư chi bộ làm trưởng đoàn, nhân dân hoa dâng hương kính viếng. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đoàn đại biểu đại diện cán bộ và nhân dân xóm 7 đồng nhân do Ngô Văn Ân trưởng xóm là trưởng đoàn, nhân dân hoa dâng hương kính viếng. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Mời đoàn đại biểu chi hội cựu chiến binh 67 đồng nhân do đồng chí Phạm Văn Thiều, chi hội trưởng làm trưởng đoàn, nhân dân hoa dâng hương kính viếng. Ban tổ chức trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu đại hội đại diện cho chi hội phụ nữ 67 đồng nhân do bà Lê Thị Dung chi hội trưởng làm trưởng đoàn, nhân dân hoa dâng hương kính viếng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu chi hội nhân dân 67 đồng nhân do Ngô Văn Dũng chi hội trưởng làm trưởng đoàn, nhân dân hoa dâng hương kính viếng. Ban tổ chức trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu chi hội người cao tuổi 67 đồng nhất do ông Lê Văn Nhật làm trưởng đoàn, nhân dân hoa dâng hương kính viếng. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu ngõ đoàn kết có vòng hoa do bà làm trưởng đoàn vào làm vòng hoa dâng hương kính viếng. Ban tổ chức trân trọng cảm ơn. Chương trình lễ viếng được thông qua. Chú Ngô Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã lên đọc tiểu sử tổng tắt liệt sĩ. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa linh hồn liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa họ tộc, gia đình, bạn bè, bằng hữu, đồng đội của liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế. Trong niềm tiếc thương vô hạn, hôm nay tại gia đình liệt sĩ,
Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong xã phối hợp cùng với cấp ủy, cán bộ, nhân dân xóm 7 Đồng Nhân và gia đình tổ chức trọng thể lễ đón hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế. Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế được gia đình đưa từ nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế sinh năm 1950 tại xóm 7 Đồng Nhân, xã Cách Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Đồng chí sinh trưởng trong một gia đình nông dân có truyền thống yêu nước. Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra ác liệt ở miền Trung Việt Nam, để chi viện sức người, sức của vì miền Nam ruột thịt đánh đuổi đế quốc Mỹ, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tháng 4 năm 1968, đồng chí Nguyễn Hữu Quế vừa tròn 19 tuổi đã tạm biệt những người thân yêu, xung phong tổng quân ra mặt trận tiêu diệt kẻ thù. Đồng chí được biên chế tại đơn vị C1, D4, K5, cấp bậc hạ sĩ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quân ngũ, đồng chí luôn phát huy tinh thần yêu nước, anh dũng quả cảm, được đồng chí, đồng đội tin yêu, mến phục. Đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng nhiều giấy khen, bằng khen, huân chương kháng chiến hạng 3. Trong một lần chiến đấu ác liệt với kẻ thù, bằng tấm lòng anh dũng, quả cảm, quyết tử cho Tổ quốc, quyết sinh của bộ đội Cụ Hồ, đồng chí đã chiến đấu và anh dũng hy sinh ngày 26 tháng 6 năm 1972 tại mặt trận tỉnh Quảng Trị ở tuổi 23. Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước suy tôn là liệt sĩ và được tặng bằng Tổ quốc ghi công. Kính thưa linh hồn liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế, Tổ quốc đã ghi công liệt sĩ, Đảng bộ và nhân dân xã Khánh Thượng đã tôn vinh và trang trọng khắc tên đồng chí trên đài bia liệt sĩ quê hương. Bố mẹ, anh em, bạn bè, người thân, dòng họ luôn tự hào và tưởng nhớ đồng chí. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế đã vĩnh viễn ra đi để đổi lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc hôm nay cho chúng ta. Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, đất nước đã bình yên, nhưng vết thương chiến tranh mãi còn đó. Vết thương lòng của những người thân, những người anh em của đồng chí vẫn còn đó, và vẫn còn đó những nấm mồ, ly hương. Sau 51 năm yên nghỉ tại mảnh đất Quảng Trị và sau một lần thăm viếng của gia đình, hài cốt liệt sĩ nay đã được gia đình đưa về quê hương để đoàn tụ cùng với ông bà tổ tiên. Được nhà nước cho phép đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế về an táng tại nghĩa trang quê hương xóm 7 Đồng Nhân, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Vào hôm nay, ngày 22 tháng 11 năm 2023, tại gia đình liệt sĩ, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể cùng gia đình họ tộc, cán bộ và nhân dân trong xóm và chúng ta có mặt tại buổi lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế tỏ lòng thương tiếc vô hạn đối với liệt sĩ. Tất cả chúng ta trân trọng đón hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế về an táng tại nghĩa trang quê hương. Trước linh hồn liệt sĩ, Đảng bộ và nhân dân xã Khánh Thượng xin nguyện đoàn kết một lòng hoàn thành xuất sắc nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Khánh Thượng lần thứ 31. Quyết tâm xây dựng quê hương Khánh Thượng anh hùng ngày một giàu đẹp văn minh và phấn đấu xã là đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đời đời nhớ ơn liệt sĩ. Trước giờ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế về an nghỉ tại nghĩa trang quê hương xóm 7 Đồng Nhân, xã Khánh Thượng, đề nghị tất cả chúng ta dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn ông Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Sau đây xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Hữu Lượng,
đại diện cho gia đình và dòng họ lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa hồn hương hồn, kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho bản hội, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã, kính thưa các quý vị đại diện cho các ban ngành đoàn thể, kính thưa các quý vị đã phục vụ lễ truy điệu của anh hùng liệt sĩ, trong đó có anh trai tôi. Kính thưa anh em, bạn bè, đồng đội của anh trai tôi, kính thưa bà con lối xóm, hôm nay rất vinh dự và tự hào cho gia đình họ tộc chúng tôi, anh trai tôi liệt sĩ Nguyễn Quế được tổ quốc ghi công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hài cốt của anh tôi bằng xương bằng thịt đã về với quê mẹ, nơi chôn rau cắt trốn, nơi vui đùa của tuổi ấu thơ, nơi hương mộng của tuổi học trò. Anh đã hướng lên cuộc kháng chiến chống Mỹ, nghe theo lời kêu gọi của tổ quốc, anh các phòng quân bộ đội để giữ bình yên cho cuộc sống mọi người hôm nay. Vì cuộc chiến tranh tàn khốc quá và anh đã hy sinh. Thời gian giải phóng đã lâu, theo di nguyện của bố mẹ chúng tôi đưa hài cốt anh về với tổ tiên, về với mảnh đất đã sinh ra anh để ôm ấp cho mọi người. Đến hôm nay gia đình tôi mới thực hiện được. Trong thời gian thực hiện đã được các ban ngành, các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện và giúp đỡ cho gia đình tôi về thủ tục pháp lý. Hôm nay gia đình và họ tộc chúng tôi rất vui mừng đã thực hiện được di nguyện của bố mẹ tôi, đưa hài cốt anh tôi về với mảnh đất quê hương để ôm ấp anh với nơi vĩnh hằng trong cùng với tổ tiên mầm và hài cốt anh cha tôi đã yên nghỉ nơi đất khách quê người hơn nửa thế kỷ nhưng vẫn bình yên. Kính thưa các quý vị, trong niềm vui nhưng vẫn có nỗi buồn riêng của gia đình. Bố mẹ tôi đã chờ đợi gần 100 năm nhưng vẫn không gặp được người con đã sinh ra, người anh cả của gia đình. Kính thưa hôn hương hồn anh đã mãi mãi ra đi, nhưng chúng em còn một người anh cha hay anh gánh vác công việc gia đình. Anh đã hướng dẫn bảo ban các em, các cháu sống chân hòa, đồng ấm và có kinh nghiệm với tổ tiên và bố mẹ. Vâng, theo lời anh, chúng em đã thực hiện được những linh hồn anh, hài cốt anh. Chúng em hứa vẫn nghe theo lời người anh đã thay anh và bố mẹ để anh yên giấc ngàn thu với tổ tiên nơi đã sinh ra. Cuối cùng, thay mặt cho gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị đã thay mặt cho đảng và nhà nước tổ chức và làm lễ truy điệu cho anh trai tôi là liệt sĩ Nguyễn Hữu Quý sang trọng và ấm tình. Quân dân cũng thay mặt cho gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn anh em đồng đội, hội cựu chiến binh, cảm ơn bà con lối xóm, anh em bạn bè gần xa đến dự buổi lễ truy điệu và tiễn đưa anh trai tôi đến nơi yên nghỉ vĩnh hằng. Xin chân thành cảm ơn suốt sức khỏe. Trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Hữu Đường. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, chương trình lễ truy điệu liệt sĩ Nguyễn Hữu Quý đến đây kết thúc. Xin kính mời đội nghi lễ, các vị đại biểu, thân nhân gia đình liệt sĩ và toàn thể nhân dân cùng tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Quý về nghĩa trang quê nhà.
đầy sung, ta yêu sao